Ừ, bài hết rồi. Cô ơi, cảm ơn cô. Mỗi ngày mình tập vậy đi. Nè, con em nè, có chuột rồi nè. Khoan, có để ý không? Khoan, có để ý không? Anh có chuột rồi nè. Ủa, bà Tường đâu? Ủa, sao kỳ vậy? Bình thường em mới phải là người đi trễ nhất chứ. Cái gì? Công nhận. Không lẽ giờ em nói thiệt, bữa cái ý kiến em là đúng mà. Quyết định đưa là biệt đội ít năm thôi, đừng có đông người quá, cứ lọt chọn người này đợi người kia riết rồi biết bao giờ nó quay xong. Nhưng mà anh thấy không, ít năm rồi bây giờ tới chị Tường là chị cả mà chỉ còn vắng mặt, trong khi ngày hôm nay chỉ là đội trưởng mà. Thôi bây giờ mình đuổi đuổi luôn rồi. Tìm cho em một anh đẹp trai nha. Ồ luôn. Tự nhiên dơ vô cái đội hình 4 nam ví dụ vậy, 4 nam mình chơi cái gì? Phải có thêm một em vô à? Đúng rồi. Chính xác. Thôi em muốn đọc tốt. Lớn tuổi rồi tới rồi đó, mới nói từ tới kìa. Tới đây chị Tường. Trời ơi. Ê nhớ không, nhớ dù chị Thái Lan mà bây giờ chị thay đổi vậy luôn hả chị Tường? Ôi chị ấy đó, chị hâm mộ chị Thanh với chị Tường. Ê mấy bạn nhớ cái điều này không? Hai tuần trước mình đã biểu quyết nhau làm sao? Chị Thanh là không bao giờ quay trở lại. À đúng rồi, hôm nay đi ra chơi vậy? Đi ra chơi rồi. Tôi nghe hai tuần trước mấy người cho không cho tôi quay lại, cho nên mang tính nhất điểm đội mà tôi quay lại và làm đội trưởng ngày hôm nay để hành xác mấy người. Sao ủa bạn nữa không muốn cái quyền hả? Vọng tưởng đi về đi nghe. Anh đâu ra có một cái mơ ước mà cái khát khao nó lạ kỳ vậy đâu ra? Sớm bớt nói đi ha. Bên nè, nói cho nghe chị Tường. Hôm nay chị đi lâm bệnh, lâm trọng bệnh. Trời ơi chị Tường. Cho nên là nằm bẹp dí ở nhà rồi. Gọi điện thoại. Bây giờ gọi điện thoại cầu cứu, năn nỉ. Ý ơi, chị Thanh hôm nay làm đội trưởng. Rồi thôi. Mấy người. Tại vì mấy bạn á. Mình thấy đội trưởng này coi bộ không ổn, mình mới đạp xe có chút xíu mà dày rồi nè. Mạnh. Mạnh. Thiệt đúng hả? Lát hồi đợi lãnh đạo tụi mình, nhưng tụi mình cũng gặp thầy. Là đội trưởng này có chức. Anh Tuấn. Em xe dẹp cho em nha. Không tin luôn. Mau anh. Lần đầu tiên gặp anh Tuấn hôm nay vui lắm nha. Anh mang ép đẹp, tóc cũng đẹp hơn mọi ngày nữa. Trả luôn. Mình gặp nhớ ráp lại rồi phải không Thanh? Biết rồi. Tụi mình rất là thân với nhau. Chúng ta là hội người đẹp cùng vui. Chen ra đi, chen ra đi. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của mình đó sẽ là mình tìm khách mời. Thì dĩ nhiên lúc nào mà không phải là tìm khách mời. Bớt quýnh, lèm quýnh, quýnh lèm. Không, bây giờ không à. Thục dầu 10 cái liền. Cái tội mà trả treo với tổ trưởng hay là không? Trả treo với lại đúng. Lớp trưởng. Tôi chỉ nói một điều hiển nhiên. 10 cái liền. Coi cười nói tiếng nữa thành 20 cái đó. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, có cái mông đẹp luôn. Quá đẹp. Bây giờ là khách mời ở phía trước mặt chúng ta. Dạ đâu? Đây nè anh. Ôi à. May là sáng á. Ta lít thì quần áo kỳ cục quá vậy ta. Ê, chân chơi chào cái chân nhỏ. Chân nhỏ. Con gái. Con trai. Con trai. Vai to. Con trai. Con trai. Cứ suy luận cái kiểu gì á không biết. Con cái gái. Cái trên người ta bự như vậy. Cái chân nhỏ. Nhưng mà cái vai to. Vai là độn, chân không thể độn được. Không có thể hả? Các bạn hãy đoán xem khách mời hôm nay là ai. Cả đội sẽ tiến gần đến phía khách mời. Cứ gần một chút cả đội sẽ đứng lại. Đội trưởng sẽ chỉ định một người được phép yêu cầu khách mời gỡ bỏ một món đồ trên người, được hỏi một câu hỏi bất kỳ, và sau đó phải đoán khách mời là ai. Nếu đoán sai sẽ bị đội trưởng phạt, nếu đoán đúng sẽ được cùng đội với khách mời. Rồi. Hey.
Rồi từ đây, từ đây, từ đây, từ đây. Tiến lại. Rồi rồi. Ok, bây giờ từng người một sẽ lên hỏi khách mời. Mà người nào lên á sẽ đứng ngay cái chỗ đó, vừa đứng vừa xoay 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 rồi vừa hỏi. Rồi, rồi. Bây giờ đi trước nè, bây giờ. Thu gia. Hỏi đi. Thấy màu chóng mặt hết hỏi được ông rồi. Ông đi nói chắc ông chơi luôn á. À, khách mời cởi cái áo khoác ra. Nam hay nữ vậy? Ê không thích ngực. Nam, nó nói nam mà. Nữ mà, nam cái người mà, đó làm sao mà nam được. Nó không thấy ngực nó vậy. Nhìn lúc nào ông đi nhìn cái chân. Nữ. Nam, khách mời là diễn viên đúng không? Gật đầu kìa. Là đúng. Là đúng rồi đó. Diễn viên. Diễn viên là nam. Rồi có đáng diễn viên nữ. Đừng có đâm bàn. Rồi tiếp. Ghê. Mày kìa. Mày lên. Trời ơi. Lên mày. Thôi em lên chứ. Mệt mày quá. Lúc nào cũng chậm chạp. Trời cái này. Yêu. Khách mời cởi mấy trong nắng là được không? Đố trả lời được. Khách mời đóng phim nhựa hay phim truyền hình? Một hay hai? Cả hai. Cả hai luôn. Bạn bay vô đi, bạn đoán khách mời là ai nè? Tôi đoán bạn này là Thanh Duy Idol. Ờ, rồi Lan Trinh. Thanh Duy sai bét. Sai. Rồi bay vô nhảy lên cái này, bay vô hít, hít xà, bay vô hít xà, ba cái. Ba cái rồi hả? Ừ. Một. Hai. Ồ, lực lượng quá. Ồ. Trai phải không? Dĩ nhiên mà lùng. Lát tay cho hai người lùng ấy. Hùng Thuận. Hùng Thuận hả? Hùng Thuận. Cách mời các bạn Hùng Thuận không? Rồi. Ra đây. Xoay một chỗ. Thôi. Ra đây. Thôi, nhức đầu lắm. Lần nào tôi cũng đi chơi vụ này vậy trời. Luôn nè. Đó, giờ tóc gió. Mày lên. Rồi, đáng đi, hỏi đi. À, bạn lột cái gì trước mặt bạn được không? Bất cứ gì trước mặt bạn, kể cả kính mát bạn không đeo. Tôi có lấy hai cái khẩu trang nha. Ủa vậy hả? Một cái thôi. Dơ một cái nữa hả? Rồi, xong. Cho thêm một gợi ý. Khách mời là diễn viên có khả năng đóng được vai con trai và vai con gái luôn. Ủa, em nghĩ là nếu mà đóng được cả nam cả nữ là phải là diễn viên hài. Đóng được vừa nam vừa nữ, diễn viên hài. Minh Nhí. Trời ơi Minh Nhí. Gà quá. Mày phải hết cái đó cái, cây ấy để rồi rồi thôi thôi nghĩ nghĩ ra trò mới nè, nghĩ ra trò mới thôi trời ơi. À, hình phạt là May á ngồi lên cái cây chúc đầu xuống chính xác luôn. Cầm cái cao nhất á. Anh Tuấn, em hy vọng trong cây nhất. Nãy em nghe anh nói gì anh Tuấn? Anh là con ách chủ bài ở đây. Trời ơi là trời. Ê chưa đi mà đi. Bỏ mắt kiến ra. Té. Cái gì vậy? Đeo hai mắt kiến thiệt đó hả? Té vô kia. Chấp cho thêm cái khẩu trang nữa. Rồi cho cái khẩu trang nữa đi. Muốn nhiều cái. Anh Minh Thuận hả? Sai rồi. Ai mà kỳ cục vậy? Ai mà kỳ cục? Anh đó không Thuận hả? À. Không để cái. Khách mời kêu là anh quỳ giữa bãi cát này. Anh nhìn lên trời, anh giang hai tay ra, anh la lớn ba lần, tôi là con điên. Hả? Ủa? La lớn nha, thiệt lớn nha. Giống thằng gối xuống. Khách mời lần nào cũng gây thù chút quán tùm lum vậy trời. Quay cận nha, chỗ này tôi diễn đặc tả lắm á. Cảm xúc lắm rồi mọi người lấy nét giùm nha. Rồi rồi, cận nè, rồi. Đợi mọi người đi xa chút xíu đi. Không sao, xung quanh cái công viên này mà đông lắm. Tôi là con điên. Trời ơi. Cô Á Tím nhìn trăn trối luôn.
Ê, bây giờ làm thêm bước nữa đi. Cho một cái chữ đầu trong tên thôi. Còn cái khách mời thì mệt quá ha. Trong cái tên có chữ hát. Bỏ tài luôn. Bây giờ gợi ý nào để người ta tập trung, để người ta đoán cho xong đi. Còn không ngồi đó chơi thích đu nghe, đi về á. Tôi đi về. Rồi cảm ơn khách mời tự cỡ luôn, khỏi yêu cầu. Nóng quá. Nóng quá mà. Nóng quá. Ê, hơi bụng mỡ kìa. À, gợi ý là hửi, là cho hửi. Ủa cho hửi. Dạ xin lỗi, em đánh hơi không được. Em dạ. Không có hửi mùi đàn ông đâu. Cái này hôn ít. Không có khả năng đó. Má công ghiền nữa. Ông này ai trời. Tao câu cuối nhanh lên. Ngoài Minh Nhí ra ai mà có khúc khúc này ta. Sao mà ngắn ngủn vậy. Em nói trước nghe rồi phạt luôn cùng lúc. La Thành. La Thành. La Thành bụng bự lắm. Dạ. La Thành hả? Con là La Thành phải không? Về với gia đình đi. Hả? Hả? Con là La Thành. Ngày hôm nay khách mời chính là diễn viên hài La Thành. Lan Trinh là người nhận ra anh, cho nên Lan Trinh sẽ là thành viên của anh. Còn ba anh còn lại thì La Thành có quyền chọn một trong ba anh đây. Bây giờ thật sự ở đây là có trai đẹp với gái đẹp rồi. Cần kiếm một người. Trời ơi. Tính ý là nói đây là trai đẹp, đây là gái đẹp đó hả? Hài hước thì anh Kiều Minh Tuấn, anh hài hước là hai người là trùng nhau. Đúng rồi, đây đó, anh đang cần một người sức châu. Đây. Yeah, qua đây qua đây cơ, châu nước rồi qua kia. Sức châu, có sức châu ok. Cái gì mình cũng đã cần. Lần trước bây giờ là mình chung một đội rồi mình hợp tác cái nha mọi người. Ok. Okay. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Làm bò đi. Tin nhắn tới liền. Cướp bóng theo quy định như sau. Sao mình đội giữ bóng, một đội cướp bóng. Hai đội sẽ chơi luân phiên đổi vai trò. Mỗi hiệp tối đa 7 phút. Đội giữ bóng. Mỗi người phải đứng ở một vị trí khác nhau trong vòng tròn quy định để danh sân. Có tổng cộng 6 lần thổi còi, mỗi lần còi cất lên, đội cướp bóng dù đang đứng ở vị trí nào cũng phải đứng im tại chỗ 10 giây. Đội cướp bóng nếu bị đối phương chạm vào người sẽ bị thua. Cứ làm nổ được một trái bóng, hai điểm. Bây giờ quánh thù thì đây, coi ai giữ trước, ai bắt bóng trước nè. Đội trưởng ra quánh thù thì đi. Đội thắng được chọn nha. Ra gì vậy? Kéo. Kéo không? 1, 2, 3. Nếu mà cái này mà hai đứa lại dùng nữa là lấy em luôn rồi chứ. Ừ, 1, 2, 3. Bét hài quá trời. Rồi mình chọn đi kìa. Thần Linh ơi, đội tôi sẽ đi về đâu đây? Bên tôi bắt trước nha. Tiếp đi Vinh. Mỏi gầy quá. Người ta đặt vòng mà cho sống vô vòng đứng. Mỏi gầy quá. Ôi, Trinh ơi là Trinh. Ê. Trong phòng. Có ai vô ăn chưa vậy? Ai vô lén rồi sao không thấy. Ủa sao không thấy chuông vậy? Bên đây nè. Con ơi, con ở lại với mẹ để mẹ thắng nha con. Con ơi. Ủa, con ra hải bóng rồi.
Thành đó con. Đi khách vô. Thành. Hả? Em giờ làm gì? Em đi. Thành. Thiệt mà, giờ làm gì á? À, không. Xạo. Không ai được với được hát hoài hay không? Phải. Đi lên trước một bước. Trời ơi, ngậm vô mỏi mỏ quá. Ủa sao không còn tiếng chuông nữa? Giờ sao? Bây giờ chơi thì sao? Phân công thì sao? Phân công sao? Em đội trưởng á. Bây giờ như vậy, cái bóng nó rất là khó. Và nhào vô một cái là ôm đập bóng bể luôn. Hả? Dính chết chùm luôn. Nhưng mà vậy mình chết trước khi mình đập bóng đâu có được tính. Úi á, thì hơi tiêu rồi. Vậy ai lấy ai? Bị bá rô cao quá anh Tuấn lấy nha. Tuấn lấy bá rô, còn em lấy là Thành. Còn Trinh nó thấp thì để cho Mai lấy. Em lấy là anh Thành đó. Cũng được, là Thành nghe thích lắm á. Em dịp. Nhanh thắng đi.
chơi thì đội Sĩ Thành là xuất sắc đập được bể hai trái bóng, và người đập được chính là Kiều Minh Tuấn. Trên trường Tuấn một tràng pháo tay nha. Anh Tuấn khắc tinh của bóng. Hồi nãy anh làm bể bóng bằng gì vậy? Anh ngắt. Anh thổi vô anh ngắt. Giờ anh này tại chỗ coi bể liền không? Nè học rồi nè, ngắt bể nha. Cầm giùm anh cái. Để biểu diễn cho cầm cho đây. Đâu bể đâu không, cái này nó ấy. Khó lắm. Nghi ngờ là anh là dùng cái tuyệt chiêu cái kim không có. Nói chung là Tuấn là bể hai trái bóng thì mình phải cho Tuấn một cái danh hiệu khắc tinh của bóng. Đội thắng tuyệt đối là bạn đội bên Sĩ Thanh, cho nên được 5 điểm. Và đập được 2 trái bóng nữa, mỗi trái bóng 2 điểm nữa là mình được 9 điểm tổng cộng. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển đến thư viện làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ gì? Biết có nghĩ là nhiệm vụ tìm quyển sách. Hãy tìm ở đây tác giả hay gì đó. Vô thư viện mà tìm sách là hình như là bình thường. Thư viện rất là yên lặng, với cái không khí đó thì anh nghĩ là IT ngủ nhiều hơn. Đúng cái sở thích của La Thành. Không, bây giờ anh nghĩ là vô đó người nào mà nói nhiều chữ nhất, hát lớn nhất sẽ được thắng. Hồ gan quá. Bây giờ vô đó được. 1, 2, 3, 4 rồi bỏ chạy. Không như thầy là không biết kéo hồi nãy của anh đó hả? Anh buồn quá. Đáng nhiều quá. Các bạn sẽ thi cười là thua. Mỗi hiệp chơi thời gian là 10 phút. Ba thành viên đối phương sẽ ngồi chờ trong thư viện, giữ im lặng, không ai được nói. Ba thành viên đội chọc cười sẽ từng người tùy ý dùng mọi cách để khiến được đối phương phì cười. Chỉ cần một trong ba người đội đối phương cười là được 2 điểm. Mình tranh thủ mình cười qua đây đã ra. Cười cho đã vô tổng khỏi cười. Coi chừng bị mắc ngay á em. Cười là cười hoài á, bị điên á. Cười bị dính á, bị mắc dây á, bị dính á. Đó là cái miếng của sân khấu á, một khi mà đã cười nó cười cho nhây, hiểu không? Nó làm tao nói cho hoài luôn đó. Cái gì vậy? Đây là cái mũi hả? Vậy hả? Học hành nghiêm chỉnh nha. Ủa sao mai nhìn mình thế ta? Mi cô. Ủa không nhìn sao mà? Chứ